đa năng đến mấy cũng có thứ không thể làm được. Hồ Ngọc Hà làm gì cũng thành công nhưng lại có sở đoản y hệt Mỹ Tâm. Sẽ cùng nhau vẽ hình. Ôi sai rồi. Ủa là cái hình gì? Bích Phương tự nhận nhảy như tập dưỡng sinh. Tiểu Vi hát với nhảy đều mạnh. Mạnh nốt nào thì trúng nốt đó, không thì thôi. Diệu Nhi cứ yếu cái gì thể hiện cái đó. Người ta dám mời là mình dám hát. Chồng mình viết thì mình rap thôi. Trong showbiz có những mỹ nhân rất tài giỏi, họ có những thành tựu rất lớn trong sự nghiệp. Thế nhưng con người có sở trường cũng có sở đoản, ngôi sao đa tài cũng có thứ không thể làm được thôi. Hồ Ngọc Hà từ người mẫu chuyển hướng sang làm diễn viên, rồi cũng lại tiếp tục lấn sân sang làm ca sĩ đều có thành tựu. Nhưng mới đây khán giả đã phát hiện ra, nữ hoàng giải trí không làm được một thứ, đó chính là vẽ. Chuyện bắt đầu khi Hà Hồ và con gái Lisa quyết định vẽ mỗi người một nửa trái tim lên má để hai mẹ con áp má vào nhau sẽ tạo nên trái tim hoàn hảo. Ý tưởng thì hay nhưng Hồ Ngọc Hà đã mất khá nhiều thời gian, cứ vẽ xong rồi lại xóa. Loay hoay một lúc lâu, nữ ca sĩ mới thành công vẽ được hình trái tim trên má của hai mẹ con. Chị đẹp thẳng thắn thừa nhận mình không có năng khiếu hội họa, mình thật sự không có năng khiếu vẽ, may mà con gái sức chịu đựng cũng giỏi. Nói đến yếu vẽ thì còn một nữ thần nữa, đó chính là Mỹ Tâm. Gần đây trước khi tổ chức live show, chị đẹp đã trổ tài vẽ tranh để dự báo những điểm đặc biệt sẽ xuất hiện. Thế nhưng vẽ cái gì cũng có vấn đề cả, vẽ con rồng mà tự cười rồi hỏi rồng giữ chưa, rồi phán giống con sói. Vẽ pháo hoa thì nhân viên nhìn ra hột gì đó, rồi phán thành hoa tuyết. Chị đẹp còn tự vẽ bản thân cũng không ai nhìn ra được. Sau cùng để cho fan cảm thấy tự hào, chị đẹp đã tuyên bố sau khi nhìn tranh của mình là mọi người sẽ thấy bản thân vẽ siêu đẹp, niềm tin sẽ tăng cao. Chị đẹp còn chẳng ngại tiết lộ các bạn nhỏ còn vẽ đẹp hơn mình nữa mà. Đố các bạn tìm ra được một người vừa hát hay mà có thể vẽ xấu như vậy? Khó lắm chứ bộ. Bích Phương chọn nhạc rất đa dạng, khi thì sâu lắng nhẹ nhàng, lúc lại là nhạc nhảy cực sung. Nhưng dù là bài có mạnh mẽ cỡ như đi đu đưa đi thì cũng chủ yếu là vũ công nhảy thôi, chứ mỹ nhân này đúng nghĩa chỉ đu qua đưa lại, thực hiện vài động tác lắc lư nhẹ nhàng. Từng có lần Bích Phương tự nhận mình nhảy chẳng khác nào tập dưỡng sinh khiến ai nghe cũng phải bật cười. Và gần đây chị đẹp này đã tung clip nhảy cùng vũ đoàn bài mới Nâng Chén Tiêu Sầu và cũng có thử vài động tác như lắc hông, xoay xoay, vẫy tay rất gì và này nọ. Nhưng mà người thì vẫn dậm chân tại chỗ, nói chung là cũng có tiến bộ nhưng không đáng kể, từ dưỡng sinh nay thành nhảy dân vũ. Hoa hậu Tiểu Vi rất có năng lực tạo trend, chẳng thế mà cô nàng chuyển ngữ flower của Jisoo thành lửa hận thù viral rầm rộ khắp cõi mạng còn gì. Nhưng mà chuyển ngữ thì bắt tai, chứ người đẹp này mà hát thì fan cứ gọi là quên luôn bản gốc vì trình chênh phô lạc giọng thượng thừa của thần tượng. Chưa hết, khả năng nhảy của Tiểu Vi cũng rất mạnh đó nha, mạnh nhất là nhảy loạn xạ, nhảy chật phần điệu, sai động tác với trạch nhạc. Ngay trong fan meeting của mình, Tiểu Vi đã tặng fan một màn nhảy không biết nên xếp vào thể loại gì. Khi cô nàng được người khác dạy nhảy thì ai cũng lo cười cái sự vung văng tay tán loạn của học trò, còn lúc nàng hậu dạy người khác nhảy thì học trò chỉ một lần đã thuộc còn cô giáo lại nhảy loạn. Người ta tốt khoe xấu che, còn Diệu Nhi thì có sở đoản bao nhiêu là khoe ra hết. Chuyên gia phá nhạc, lệch tông nhưng không có sân khấu nào mà Diệu Nhi không dám đứng, có người dám nghe là chính chủ dám hát. Cô nàng đi thi show ca hát còn vào tới vòng chung kết luôn mà. Chưa hết, Diệu Nhi thi thoảng còn trổ tài bắn rap nữa, rap như đọc văn xuôi vấp chữ vậy, nghe không ra giai điệu hay tiết tấu nào. Nhưng người ngoài nghe thế nào quan trọng gì, mấy bài rap ấy anh chồng anh Tú đẹp trai viết ra dành riêng cho cô vợ rap đấy, chồng người ta khen hay thì còn ai nói gì được nữa nào. Tất cả các bài nhiều rap là anh viết. Sáng này, ngủ dậy, đánh răng bất ngờ chưa,